nhà đấy, 2 triệu. Làm gì đấy? Làm đất làm gì? Rồi, đi đường thôi. Cầm hết. Thôi, mình ăn lẩu trước. Mày Hằng nhìn hai đứa kia đi khám phá kinh không? Đi cẩn thận nha. Ok. Nhiều bướm không? Bắt cho bố một con. Ui. Trời đẹp không? Rất tiếc là ông anh mình không uống được bia hôm nay. Không sao, chuyện bình thường. Mình quen thế rồi. Cả một nồi mì to đùng. Đâu quay rồi.